Bà ta hỏi là dừng ai chấp đàm bạn ấy mà. Bà sus bà sus đây về xuống lại tôi học sao dọn sus đây thì thấy ngày xoa cùng lại tôi học nia một cành với bên là tiếp bấy bỏ dính cái chia với bên là chia sẻ lý hay là không ở bên là được nghĩ dừng bắt đầu từ người cả tòa cả đồng bày ở của bạn châu rúm nơi khổng lồ cả rì cả vì cả cục rộng phân thiên thông bạch chiết trong chung mục Parita hay khổng chìa mình trầy công bệnh thì mê cúng này Internews Network kỳ hai dân EGN hay khổng kỳ chìa nè xâm đoàn xâm đồ xâm đoàn công bệnh thì bọn dân mê kè lít một là dân chấp rám khổng xôm và cả hai dân miền cả bọn trà và đánh nhà chìa phía xa phù mía nên phía xa khmer nên chân này ta có khi click lưu icon bỏ trái nơi khẳng trọng cái trọng mít hay sân chỉ nè tôi có thể chọn sử dụng chỉ bây giờ một phần trăm bài chết đây thế là lý kim sôm chụp lại về phía bên này thì đầm bầy nhiều cái sa đà bàn này và bên đàn ấy về bên đàn ấy thì chỉ này muối này cầm rồng bây giờ bị mình chấm cứ ở với mấy con ở với sấy đã control thắp bị cả vì USAID này không cầm rồng bỏ gì thế nhưng rồi từ được cả co sáng sau mà tập tiếp này sau là bỏ đồng biến làm bị thích cá ông thì phải hai bẹp bỏ nó áp thì bảo là cái tuần thiên thông mà chết hay dương cầu chi diện bây giờ nó ở xa thì là mẹ cho đó ai tôi bán bỏ đồng biến bẹp bỏ cho mình phải hai bảo đồng tham phải hai tuần thiên thông mà chết tôi sẽ bán chỉ diện rịp chấm bất bình án ít làm bị bắt đầu chia và cho bạn là tiếp cái đồng chia bỏ đồng biến ông thì phải hai mấy thứ môi trường luôn xin đáp sẽ khá xa lạ là bởi vì này thay ní nhưng thì là bọn bọn dưới dân dân thì cả châu rung rồi bọn chiếc bọn là không bọn mê cúng đợi đây này thật ở khi bạn đang thấy thà cả rung tốt này làm hồ rồi bọn bọn đó thì bọn có cả làm bạn bảo nét đài như bọn bọn chọn cả pia bà đi thám đại công lúc miền tiền ở cả sân cung sử vơ tiền tập bọn sản phẩm bên trong bài cho nên khi phải chỉ ai khuyên ưu tiên hóa bị đồng bọn đi như chế tập hợp khuyên nhà cả chua được có phải ở cộng đồng áp dụng để nâng cao tiền cũng biết được sao tại ha hay năng sao đọc bọn mình chỉ muốn không thể cảm chứ còn trời bán cái chu càng nhiều đấy để sao tại cả rica ông bị thành hạ bài thanh chẳng càng nhiều bỏ những cư dân chẳng ở miền ca cà pì nẹt cà pì sở thích mà lúc đã tiêm ti ở miền ca sầm đỏ sầm đôi tràn nâng cao tập quán nhiều bãi chẳng nên tạo khuyên năng sẽ đáp lưu bị thành hạ nít vì việc các bạn đọc bỏ dưỡng đã ok trên một cái tháp bàn xem xét đối chia vì ông ca đã chết vì sao đọc bỏ đồng biên vì ông ca sẽ cùng xì vớ chẳng là ok là lực ráng làm thì càng nghĩa và đối chia bằng hạ của chốm là ok cũng cũng chụp tết hay là tôi nói còn là lưu vì đồng loạt sải cái đối chia cách khách không phản phái và đọc bỏ mẹ đã khách không đồng bày bảo ok xâm đạp chia bỏ chủ rùm là không càng nghĩa đi cái khách không phải những cái chi ở với đại dương trong cái phía xa này không bất bình an ít thì phù vì cái thay vì ai có đó chỉ cần đặt còn đại dương ai có càng nhiều bản thân tiết chẳng không sôm có đó cả từ việc mình nếp bờ dư miền việc mình đã bỏ chiến và chẳng ở sôm này nó cuốn bà chấp đang bị lòng chạp cái mình và ông cũng Parita bà số số đấy vì thấy bà khiêm trong một công sở đó thành là khó mà khiêm thứ cá chỉ mùi năng cái là lại sẽ thêm một lúc là bỏ ông cả sắp được chi chít phải chạm được bọn là gì ở đấy hay khiêm bắt đầu từ lời cả bài của các thiết năng Parita và số một cùng và dùng chứng khai ví bà bà ở cuốn bà trong chương lớp ý nhạc trong ba ba chương bằng trong chia sản phẩm mình chia lợi dụng các bạn này sản phẩm sản phẩm này sản phẩm bên Campuchia này Phnom Penh Campuchia việc hai cái thằng Campuchia hay Campuchia bàn thuê cao nghiệp về lê cùng phu có đầm bầy chấm bốn những cái sắp xài ông tỷ bệnh hạ bạch tham ông tỷ cặp bạch phụ các sự thiết dân bản chú ý đó là sao đọc bỏ đồng biến tạm biệt dạng ca có sáng sử dụng thiết
ហើយយើងក៏មានកម្មវិធីតាមដានការបៀតបៀនព្យាបាទមកលើអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរចុះអូសូមអញ្ជើញអរគុណបាទខ្ញុំឈ្មោះពូស៊ីនពណ៌បាទខ្ញុំជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺជានាយកផ្នែកបរិស្ថានហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការជាផ្សេងទៀតដែរហើយខ្ញុំក៏ជាប្រធានរបស់ក្រុមមួយនៅខ្ញុំក៏បាននៅចូលរួមដែរបាទនៅក្នុងការងារនេះបាទថាតំបន់ ACC Consortium ខ្ញុំជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សានៃ Consortium នេះបាទសូមអរគុណបញ្ចឹងអីនៅក្នុង webinar នេះយើងនឹងសូមឲ្យវាគ្មិនម្នាក់ម្នាក់ធ្វើបបង្ហាញពី10ទៅ12នាទីហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងមានជាសំណួរចម្លើយប្រសិនបើអ្នកគ្នាចង់សួរសំណួរគឺអាចទៅសេសំណួរនៅក្នុង Q&A box បាទហើយយើងនឹងប្រមូលសំណួរណាបាទដើម្បីឲ្យអ្នកវាគ្មិនហ្នឹងគេថាឆ្លើយនៅចុងវគ្គអរគុណណាស់បាទឥឡូវនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើម webinar របស់យើងតែម្ដងបាទខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយមកឆាមុនបាទអញ្ចឹងក្នុងក៏នៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហគមន៍ជាតិខ្ញុំគិតថាប្រសើរបានចូលរួមច្រើននៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះតែប៉ុន្តែពេលខ្ញុំលោកស្រីនិយាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតខ្ញុំថាអូថាទៅហៅមកហៅទៅហៅមកចូលរួមនៅទីនេះហ៎នេះបាទពីព្រោះលោកស្រីគឺជាអ្នកដែលដឹងច្រើនអំពីស្ថានភាពនៅទីនេះបាទអញ្ចឹងសូមប្រគល់នាទីបាទទៅឡងឆាតសូមជម្រាបបាទសូមអរគុណមិនដឹងថាឃើញអី screen របស់ខ្ញុំហើយឬនៅទីឥឡូវនេះទេបាទបាទសូមអរគុណបរិតាហើយដូចដែលខ្ញុំបានណែនាំខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការឲ្យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយបាទការិយាល័យរបស់យើងនេះគឺយើងធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិស្ថានអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមបង្ហាញត្រួសត្រាសនេះអំពីការងារដែលយើងធ្វើនៅទីនេះហើយយើងគឺជាទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិយើងគឺជាស្ថាប័នមកការពារលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សហើយគឺថាតាំងពីឆ្នាំ2018មកគឺថាយើងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបរិស្ថានហើយយើងក៏បានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធដែរជាមួយនឹងខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរដែលយើងយើងជួយដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការពីនៅលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដីធ្លីទឹកនេះបាទបរិស្ថានហើយយើងដឹងថាទំនាក់ទំនងរវាងសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានគឺវាមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ចេញពីគ្នាបាននោះទេហើយកាលពីឆ្នាំមុននេះនៅក្នុងឆ្នាំ2022មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការទទួលបានបរិស្ថានរស់នៅស្អាតដែលទ្រទ្រង់សុខភាពហើយសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានអនុម័តបន្ទាប់ពីមានការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចស្តីពីនេះនៅក្នុងកម្ពុជាជំនួសកាលពីឆ្នាំ2021ហើយសេចក្តីសម្រេចនេះគឺវាទទួលស្គាល់ថាជាសេចក្តីសម្រេច landmark ដ៏សំខាន់ដោយសារតែមានការអនុម័តដោយប្រទេស121ប្រទេសបាទហើយគឺมันមានមតិប្រឆាំងហើយនិងមតិអនុប្រវត្តិនោះទេអញ្ចឹងនេះជាលេខទី1ហើយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបាទឬក៏សមាជិកនៃប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបានសិទ្ធិជាក៏ចាត់ទុកសិទ្ធិរួមទទួលបានបរិយាកាសដែលស្អាតនឹងជាសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងសេចក្តីសម្រាប់នេះក៏ទទួលស្គាល់ផងដែរពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងសិទ្ធិក្នុងការទទួលបាននៅព័ត៌មាន
đầm bay a showroom và tổ cộng là tổ sự tập tiếp nâng nông kết cả rồi bỏ ra tháp bị báo nâng kết cả sao thì đầm á nâng tổ tổ bàn đầm la sài và sân bàn miền ca bầm pin sự kỳ mạng chế đàn có phần thái ca áp thị vọt ca nít kỳ chế ca về vọt trong cầu nế bà nơi lưu cơ bà sạc áo phần thái này không phải bình án ít phần chẳng bà ca lưu cho thuộc đạo tên đồ tu nực kỳ tư nực kỳ đa sẵn khăn và bỏ hà nẹ ca thì sự kỳ mạng lúc là thư kháng nguyên là không vi sai pari thàn chứng bị cái chạy cái tê đại dương hay thà PHRD và nhà cam tiếp xúc kim bằng lúc không bị sai pari thàn từ thời bản đại và ta chỉ phải cả đại nội đại cả xuất kim bằng lúc và cho tới không bài cả cả phía nam phía phòng xâm lược cả phía phía bên phía này đảm bảo bằng hai những phía sản phẩm của tôi đã làm rồi bảo nhà cam tiếp xúc kim bằng lúc và thời gian không bị sai pari thàn đó là nên các sự kiện trên thảm miền ở cả bẩm pin sắp khi được bỏ công ít trong những khoa bài cá lục bàn chặt tốt là cả tiêu sắp thị không bị sai bài tháng hai chia hai chia mẹ bà tất cả mẹ bà và không bị chia chia ghét là mấy chia chia mấy cục phương cả từ sắp khi bẩn lúc chặt qua năng bài hai mẹ đi cả tiêu sắp bằng cả sắp chia chết mà được lại thà bây giờ mình lấy lúc cứ như vậy mà đây các bạn mẹ đưa cả đâu mẹ cả phía sự tình đấy cứ xem qua ai sẽ có một phiếu được bảo quản và sao tại con ai miền của võ sao và đá nó khó khăn hơn nó khác của chiêm mê thứ ví nó khác của chiêm mẹ sao được bảo đảm miễn các bạn đấy cũng cái chuyện này cái chuyện cái chuyện bảo thông mà đá là từ nơi tam phum đại sĩ già hay từ khác còn bằng đăng không thà còn cầm phong bằng tinh thần thì chỉ là cả phía sự thị mà nó không bị sai bài tham hay sẽ gây sinh bạch ở bộ mạng sản bạc của các sản chiết cứ chặt tục nẹ ca tiết sinh mạch không bị sai phải thắng hay chiếc nẹ nghĩa để nó mong mấy ca phát đồ đầm bày ca tiết sản cúng đầm bày ca tiết bộ cứ phải rộng phát phá phó và hay bộ kỳ à pra pra mà chụp bài chế chán đầm bày ưu tí hợp để chỉ cho tình nẹ ca bằng càng ca vượt đăng bức có ai biết chăm chỉ ca to và xinh xinh còn tại như thế nào khi các bạn đang hay dùng các bạn lưu ưu tiên họ chỉ trả đấy mà tạm xa đập bỏ đồng hiến thà nè cả tiền sự tiền đồng thức từ rong cả cùng tiền đồng hành cả sầm lọt đồng hiến trong hai bạn chỉ khiêm chẳng bằng hai rút ở than đập hiệp chỉ sạc cầu một năng khiêm bằng hai là phía than đập hiệp mà không làm bọn đi nó cứ than đập hiệp rồi bọn nè cả tiền sự tiền đồng không bị sai tài than ខ្ញុំបង្ហាញរូបភាពនេះនឹងរបាយការណ៍ពី Global Witness ខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសត្វបានដឹងរបាយការណ៍នេះហើយរបាយការណ៍នេះគឺជា10ឆ្នាំហើយហើយអង្គការនេះគឺជាអង្គការដំបូងហើយដែលប្រមូលឯកសារប្រមូលព័ត៌មានហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2022ការនេះបានចេញរបាយការណ៍នេះហើយបាយការណ៍នេះគឺសង្ខេបអំពីការសម្លាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសេពារិដ្ឋាននៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងដូចនេះអាចឃើញនៅទីនេះបាទអញ្ចឹងតាំងពីឆ្នាំ2021មកនេះបាទមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយហើយរបាយការណ៍ឆ្នាំនេះគឺបង្ហាញថាមានអ្នកការពារប្រហែលជា100អ្នកជាងបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគាត់ការពារភពផែនដីព្រោះចំនួននេះគឺប្រហែលជា7,000អ្នកណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគឺជាមធ្យមគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2022រៀងរាល់ពីរថ្ងៃម្ដងមានអ្នកស្លាប់ម្នាក់ណាបាទនេះគឺបើយើងប្រៀបធៀបបាទចំនួនបាទចំនួននេះគឺថាវារៀងធៀបជាងមុនបន្តិចបាទបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនមានន័យថាស្ថានភាពនោះគឺវាមានភាពល្អប្រសើរជាងមុននោះទេបាទមិនសារតែរបាយការណ៍របស់ Global Witness នេះគឺគ្រាន់តែរាយការណ៍តែពីការបំពេញ
tự tư tập nó chẳng ở vậy để mình cả càng lắm cứ rất là xa nếu bạn đang mình nói mình cả bạn bạn chỉ vấn đề được chia cả đi từ hà đi có cả bạn tiếp tục cùng một toàn chỉ đam anh cứ kể ra phần bài bấm bật mọt đấy bà nè cả về sự kiện này mình chẳng về sự kiện doanh nghiệp còn đồ đồng bằng dương vĩnh nó không đồng bằng đồ bằng dương nít cho nên là sống khăn mới đại kiểm trang của mình chẳng nó cứ thà nơi Asia Pacific bây giờ này qua tên là Mỹ còn thì cả Vi và Hà nếu mà một người nếu mà tiếp xúc thì mình lúc này là Pacific chân không xong phần hàng của bài ca mới của Forum Asia đấy và đi càng âm thì cả bồng tiền sức thì miền cả Vi và Hà để nó bằng các bạn bạn chỉ vật nâng mình miền cả bạn bạn chỉ vật được chia cả sự bật công việc mới chia làm nhưng chẳng cả việc hà một lời này cả vì sự muốn người ta miền cả cả là chỉ điện gọi nắm hai tôi lấy trong cõi từ miền pi rồi sam sập cả là mấy chiêng một lời nhà cả vì sự đây nếu bà sự hạ cúng ta phố đã bộc lộ một rồi nhà chiêng nếu bà cầm tiền ông ca sa bà là bộc kê hay với được trên trai được bệnh như thế mình tâm tài chia tu lên tuần nào thế nhé bà nick cứ chia chỉ vật nhé bà sùng đại từ lời chỉ vật nick cứ sùng đại từ lời cao bồng pin nhé bà một lần mà đúc và mà đúc đã tập bất dân cua thì chặt tốc tài chia về đẹp bờ rồi xa tài cao mà phía đầm bay cà phê đầy khi cà phê phải thả ra bỏ dưỡng sẽ kiểm tra chụp việc thả xâm rạp cà rìa lại sẽ tìm được bỏ dưỡng ấn tôi nghĩ là bỏ dưỡng cứ đầm bầy cho bao nhiêu người cả phạm phạm thì khó sẽ tìm mình bài trai tọp chẳng phụ phần nhà phạm phụ cấp thiết còn nhiều bài phạm thì thám dân dân to xung mà tế không nên đầm mạng ao ý nhạc cà phê sẽ tìm mình hay dân có thua càng ý nâng to xung mà tế đầm bầy ở miền cả Bình Châu một cô liên đến là không sống cúng mà tất không đầm mạng cả thua sẽ gây mà chất đầm phí kết cả phạm thì thám nó sẽ chặt tăng phí trăm phí phòng phí mỗi máu Karyalai Asuki Menuh Asia Pacific Rum chỉ muốn nâng cao vị trí bài thao là bằng chứng khi thay dân bàn tiếp chấm nơi Vitika nè cao Asuki Menuh nè Asia Pacific Vitika trong khói để dân riêng trong cao vị trang bình dân proud từ lưu cao promote tên bản mấy và hãy tập thiên là bọn này chẳng nít thì dân proud từ lưu thao tá nè cả thì sự kiện này cũng cứ qua tôi càng người chụp phong sắp sang để mạch trên cuộc bầm lòng này về tình cảm này cứ đầm bầy cho tôi mẹ tầm lòng nè cả thì sự kiện lúc này tôi càng đầm bầy sẽ Pacific năm nay thì sang thì tăng hàng sầm khăn được hơn đầm bầm và dương cập phong đi chậm ở bài cá hay thay dương liền nhé bà dương liền dương bản thân cao phía sản phía cao cầm hai ô bà xã nâng phía nâng đồng bà cao chỉ chạm bạch bà bản chân khi thay dương khơi nhé là tập phòng này tiền ít nhưng mà thưa các vị địa sản này hay là trai đồng lại nè cả cùng đi cùng này sầm khăn chẳng nè cả vị sự kiện mà lúc đại anh ấy cứ thay tập tuổi cả biệt biên cả sầm cùng biên cả phần mình tiếp tục bọn là một phần một toàn và hai bộ kỹ mình bàn tập tuổi cả vị địa sản cùng nữa thì hay ăn cả sầm cùng sửa còn mình bàn chỗ úp nè không đồng lại cả thưa sự kiện mà chặt đài sau trong cơ là bọc chúng sùng vòng hai nhầm pi nên như cả phần đồng bắn và này càng nghe rồi bỏ dưới được làm bấm hay thứ cả tam bản stand up hiệp để biết phần nào cao biết hạ từ lời này cao biết sự tìm lúc thì sự kiện kinh tha những cái nó không làm bấm ít bởi những cái tha và bởi sao tại và bởi sao cái thứ hai là sao tiền miền ca tiền thôn tiền thọ một chiếc cái thứ hai tiền miền ca cả nắng chẳng ở trong cái thứ hai ấy riêng một chiếc cái đường phố phố người ta là phía
ហើយនឹងការប្រជែងគ្នាឬក៏ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំនៅក្នុងតំបន់ហើយបើសិនជាយើងចិត្តដល់កិច្ចប្រជុំ COP 28ហើយអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញមានកម្រិតព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនណាបាទដូចជាការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកជាដើមហើយយើងក៏បានទទួលព័ត៌មានច្រើនដែរនេះបាទអំពីដំណោះស្រាយកាសធាតុគឺក៏ការអនុវត្តមិនបានល្អដែលអាចបាទនាំឲ្យមានការបាត់បង់លំនៅឋានរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានឬក៏អាចទទួលបានផលប៉ះពាល់ពីបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសគឺបច្ចេកវិទ្យាថាមពលកកើតឡើងវិញជារូបដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅខាងស្ដាំដៃនេះរូបនេះគឺថាជាផែនទីបង្ហាញអំពីទីតាំងការដ្ឋានរ៉ែកម្របាទចឹងអ្នកអាចឃើញហើយគឺថាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃប្រទេសមីយ៉ាន់ណាគឺថាជាទីតាំងដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់រ៉ែកម្រដូចជាលីធៀមនីកែលជាដើមអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងអត់អាចយើងអត់អាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងផលប៉ះពាល់ទៅការប្រកបប្រសិនបើយើងមិនយកចិត្តដាក់ចំពោះចំណុចនេះហើយបញ្ហាដែលផលិតាបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺការរួមតូចនៃលំហពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នេះនោះគឺដោយសារតែអាញាធរណាបើបង្ក្រាបការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយការប្រើច្បាប់នឹងជាអាវុធណាបាទប្រើច្បាប់ញុយញងដើម្បីចោតប្រកាន់បាទពីបទអង្គចលាចលជាដើមហើយឥឡូវនេះយើងឃើញមានការចាត់ប្រកាន់បទកិច្ចពុនបាទកិច្ចវេះពីការបងពុនហើយយើងក៏ឃើញមានការវាយប្រហារបាទនិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចំពោះអ្នកដែលគេថាអ្នកដែលរីកាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអសតតារបស់វិរៈរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយគេចាត់ទុកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថាជាសត្រូវរបស់រដ្ឋវិរៈប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងគឺថាមានន័យថាយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានការការពារវិជ្ជាការការពារតាមផ្លូវច្បាប់ជាអាមេរិកឡាទីននិងអឺរ៉ុបជាដើមគឺថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្នាក់តំបន់អំពីការទទួលបានព័ត៌មានការទទួលបានយុត្តិធម៌បានចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងតំបន់ទាំងអស់នេះគឺថានៅក្នុងតំបន់របស់យើងគឺថាមិនទាន់មានបច្ចុប្បន្ននេះគឺថា OCHR និង UN UNSCAP គឺថាកំពុងផ្តល់ការគ្រប់គ្រងណាបន្តការពិភាក្សានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដើម្បីរៀបចំក្របខ័ណ្ឌនៃសិទ្ធិបាទមួយនេះគឺជាការអភិវឌ្ឍចុងក្រោយណាបាទខ្ញុំសូមឲ្យបបង្ហាញរបស់ខ្ញុំត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចុះដល់ខ្ញុំរីករាយនឹងឆ្លើយសំណួរនេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាមានណាបាទអរគុណលំឆាតហើយយើងមានការបារម្ភដែរណាបាទរឿងការបាត់បង់ជីវិតរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ហើយបើអ្នកនៅ UN គឺចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីរឿងនេះដែរហើយខ្ញុំគិតថាពលនឹងលោកទីអាចនិយាយអំពីស្ថានភាពបាទជាក់ស្ដែងនៅតាមប្រទេសរបស់ពួកគេជាពិសេសអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងវិស័យបរិស្ថានលោកខ្ញុំសូមប្រគល់លោកទីទៅលោកវិបាទលោកវិខ្ញុំគិតថាអាចទៅតាមអ្វីដែលលំឆាតតាមទឹកបង្ហាញមិនមែននេះខ្ញុំគិតថាប្រព័ន្ធការចុះផ្សាយបំពេញទូរនីតិយ៉ាងសំខាន់បាទអំពីមានការគ្រប់នៅមានការបំពេញសិទ្ធិមនុស្សហើយខ្ញុំនឹង
Cambodia, Starbank Cambodia thì sẽ rim cha em các bạn chúng tôi thì đây bên nhà sẽ thì đây thì nhé bà toàn nhà Paris Tham chúng lúc ai đi vào mình tới cái âm ti bà phía sau đó lúc ta perform sắp sai nên rồi slide top chung phục bên nhà này thì biết bây giờ ta lúc ai sau vai của mình to đồng lại cả nó bị mệt nhé bà aku Paris Tham hay sự dạng số sinh nhật nhé các phim sôm này nó mà thật ta mẹ sao đó phần miền Campuchia này đi cảm bị bệnh hạ bà thân là bị mất sắp đầy thi cái chìa bệnh thiên là một đợt đầy tiết đã còn ngay chìa bệnh hạ tham đã còn chìa bệnh hạ bà thân là bị mất và mình tên tới cái thằng Campuchia những cái chìa sẽ là cùng mẹ sao đó phần miền đây học ở Campuchia ai ai chương có miền media tam tập online mới đấy đó là cái chip này mùi này bầm đào là bảo dưỡng bầm bị chuẩn với những cái tổ bàn là qua đồng miến đang biết tất cả để chỉ thực chất bán là không phải cả Campuchia được chưa này bởi vì miền Campuchia hay những miền miền tất cả tam tập online này làm hết rồi các con thì mình sẽ được tiếp tục theo bên trên mặt tế và các con tham này nhưng có anh như anh thì sẽ được tiếp theo bên trên sẽ được tiếp sau đó bên trên sẽ được tiếp theo bên trên mặt tế bé chúng ta cùng xem bằng hàng chun anh thì tăng hai tập cho mình chụp được xong chắc là bằng hai những từ phải bắt phải bắt làm việc gì sẽ được tiếp theo là tạm của phần internet thì việc sẽ mình sẽ tiếp theo mà phải tiền đấy bà phải tự tạm là bà cả là bảo Freedom House hay cái thứ những cái thói chỗ đấy bà những cái thói chỗ một người rồi để làm đáp tìm rồi xoay sắp trong pin đấy bà là thiệp năng để cho cái sản phẩm nó phần môi các con chúng mình sẽ lấy thiệp internet đến nhưng cả ở nước Campuchia vì đây thật là cả ông cả cùng điều cùng thấy và phần internet mới cứ thả tài tài là chụp được năng cả bit biên để hay hay và cô kia có mình cả thấy khá mình cả tụt rất bất phun anh này cả cái sự tình đúng là mới tập bình to tập tự rộng và cả biết gì đó sao ta càng nghĩa là bật gì đó và tạm biệt cả một chị tình là tạm đám để thuê lãng đạo sẽ mà cùng một bọc kết sẽ mà cùng đã sao đọc biết thay dương bàn tam bàn cả lần này thay chỉ bật thấy bốn cả lần này đại cả miền trung phú đại sản phẩm miền trung mà sản xuất tép trong lúc rung tiền của chi phí đại chỉ đại sản phẩm miền này đại từ từ rồng cả cái việc cầm hai nhé bà nếu cứ một phần bốn khái trong thì toàn thấy bảy làm sao nick hay cái thằng đại 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 cả tàu lăng của tàu cả biết biên đấy hay trong cõi từ VOD và Voice of Democracy từ thời bàn rập tháp bà Campuchia bằng không ai bật thuyền và bị khai pin làm sao mình anh nhà bạn môi trường muốn thời bàn đó hút thì luôn là Campuchia đồng bày bà mong cái tiêu sản phẩm đồng bên trời thì cả anh nhà chúng tôi tới xa xong mà nhà bán thì cái xung phẩm đồng bên hay anh nhà bán ấy trời bằng to riêng rồi chăm và là tham bà mình bên chất chúng tôi là về đến dưới cả thế cái thằng kia à, mình cái thằng mình ấy bảo lại xin lỗi lời mà cũng ấy dùng cái sản phẩm quyền đấy cái thằng liền mà website cho mình đọc lắm cơ bản đang cúp đòi ISP đó đôi chia bà website đã Rika Sarapod Điện Bè Rico Đọc Hà Bảo hay tăng nhà các con trên này đầy lý trên sông Việt Trung là cả mấy là chụp muốn
đây chỉ bình hạ phụ trộm xâm lập nạ xa đập bọn đồng minh Campuchia để dừng chụp bật tuộc hãy xâm tốt đèn nạ xa đập bọn đồng minh kỳ đến nó có chụp bật tiết đấy nếu cứ ở tây tạng nếp và nạ đi cao bọn đồng minh VOD đi để còn đi cá làm thì ca cặp rì nếp và trong xâm lập rì nơi trong tầm ấy vì kỳ chia xuân sắp nếp tại này chất Phnom Penh chương kế nè sao được bảo miền Tràm nè nè bà pi bio đi bà nàng nè các vị sư phụ kinh bài thảo đã cứ tờ bàn từ khóa khuôn bà rồi dạy từ tầm phần màu bà tao pi cơ mít bà đi cả âm pi cả cặp trì nè bà người không tầm ấy người tập đi chặt luôn này mang đồng bôi rất và tập cho trá ăn trà cùng tập đi cả giờ lại sẽ kinh đoàn cao sắp chi chít nâng ông cao sẽ kinh đoàn thời tiết nâng sát đập bọn đồng bên sắc mà chân thì trời màn đoàn lên bình hay cả này mới tiết nó cứ bẹp bọn chúng mình nâng cổ mối đại còn công hôn tập bàn đầy nâng bà bọn hạch tá bàn này tạm nằm bọn chân này bà khai kép hay cái thể công nước của tôi bàn đây nó còn hay hay liên chuẩn lúc đây thì cái này đã bàn cả mình nói hay mẹ sẽ cầm một chân cà phê tây chuyến cứ còn to quá mình nói kêu cao vàng đấy chúng tôi hay tập còn bà hãy đầm bằng đấy bà đầm bằng bà không được làm tôi khi thay chỉ đầm bằng cà phê đấy bà này ở Campuchia cầm hấn bà khi là bà thay cũng tôi thay còn tài tài tôi tôi bàn xăm phát triển đầy nét và phí đạo thang phí báo dẫn bên này thà hà rắc thang phí báo thì theo tôi bảo đầy chất bảo quản hành tá và tại này bà tôm xa cố bà tôm xa cố đó thì chỉ đầm bón mùi nét bà sầm khánh hà rắc thang phí báo thì bàn cắt đầy tôi cô ta ai tôm hôn đặt bảo ốc nhà cất mến chúng ta còn là miền cầm hôn media thống ở Campuchia hay cầm hôn bọc cận mây nít và có Rossi chỉ muốn là Việt Nam chỉ muốn là chấm hay là từ miền Tây sang cái đảo Phí thì tầm một video kỳ xử lý để bằng có pop tràn một lời từ chia phở rọt để đồn này ta mua lực hàn hay cái chia cả là mấy mối tiết nên cái thằng câu là một sẽ thấy cái cái tiêu bản này này đã xâm lạp ở tạm cả số hay nếu cái thằng gì nó là những cái to và tràn nhé mà thì những cái tiếp theo mình lúc mình sẽ cầm một chân hay cái xuống ở quả lý thám cái thả bản tiên tía hay bởi hay cái thả ai thì chỉ đọc cái xâm tốt đó bởi vấn to tìm mình đã đọc ở cao giờ lại mình thì bởi thả là sẽ công bồn thẳng thì là sẽ công bồn thẳng cái thả cà phê to và đấy bạn làm bài sau mọi miền cà cà phê sạc cùng vào bọc bút kế cà phê prey vào bọc bút kế nhưng chắc là bút kế khang sầm đá nên là mình cũng phải tham đến tiền lúc nhưng chắc là bút kế sầm đá chất bật nhé bạn bật cà già lên chào nhưng chắc là để sao được phần miền để cho mua được thắng thì tập bàn xuống phải tham chào xuống
hay cái so sánh tha nhà sản phẩm đặc biệt nữa thì còn miền tận đại tận đồng thì muốn nâng cả bậc cả giờ lại là bậc cụ thể thì nên cả lấy mới tiết đây sao ta ta ri cá sao ta có được kín âm ty ta tập trầy chứng mẹ sao ta có được kín từ trường ta cho tập cắn vì và nếu chị cả mấy mối nhất từ cả đập tiền đấy bà từ bằng cả vài lần là em nhé bà nếu chị cả mấy đại cả miến này là bọn công cơ bản này không phải làm chứ này phô sát này mẹ thì đọc khơi nếu bà thì bình hà trải đã đọc khơi cái thật bộ lực của ông cá nó có rung bộ bằng tiền nếu bà sức thị và bây giờ bộ nó bộ lực hàm này đó chứ nè đi cá rồi bỏ Campuchia thì bạn cái thật tôi nè đi cá rồi bỏ chứ thì bạn sầm thiệt នៅមានផតតាំងជាច្រើនហើយទៅខិតជូនមេពលនយោបាយនេះគឺថាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដោយអង្គការ Wildland តាមរយៈ website របស់ពួកគេដើម្បីគឺថាដែលធ្វើខាតគេឈ្មោះដល់ស្ថាប័នរបស់យើង Wildland គឺថាបានធ្វើការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងមកពេលដែលអត្ថបទនឹងត្រូវបានចេញមកពេលដែល Wildlife RSA ដែលខិតជូន editor យើងក៏ទទួលបានលិខិត editor ហ្នឹងគឺថាពីក្រសួងកសិកម្មដែរបាទតាមរយៈការរាយការណ៍របស់យើងអំពីករណីហិង្សាមកលើសកម្មជនកសិកម្មហើយសកម្មជននេះគឺថាប្រកបសរសេរផ្សាយនៅលើ social media របស់គាត់ដែលលើកឡើងពីឈ្មោះរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីណាបាទត្រីកសិកម្មថ្មីអញ្ចឹងទេក្រសួងកសិកម្មស្គូស្មាសុំឲ្យកម្ពុជាលុបឈ្មោះណាបាទលុបឈ្មោះលុបឈ្មោះឲ្យគាត់ចោលបើមិនអញ្ចឹងទេគឺថាគេនឹងបិទណាបាទអង្គភាពរបស់យើងហើយអ្នកដែលនៅទីពេញបានកោវត្តគឺជាទីតាំងរបស់អញ្ញាធិបអប្សរាអញ្ចឹងពេលជាប្រវត្តិនៅទីនោះគឺថាត្រូវបានគេនាំទៅរស់នៅឆ្ងាយពីក្រុងសៀមរាប60គីឡូហើយអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហ្នឹងគឺបានចុះទៅពិនិត្យតាមដានថាតើអាជ្ញាធរត្រៀមរៀបចំសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅទីនោះដោយម្ដេចបានមានប្រព័ន្ធលូបង្គាប់ទឹកទីក្នុងមណ្ឌលសុខភាពមានកន្លែងប្រកាសអប់រំដល់ទីហើយយើងរកឃើញឈាមនេះបាទឈាមនៅទីតាំងហ្នឹងហើយយើងបានរាយការណ៍ពីករណីនេះហើយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានគឺថាគាត់screen បាទ print screen រូបរបស់យើងហើយលោកបានប្រៀបធៀបរូបរដ្ឋាភិបាល design តំបន់នោះហើយគាត់ព្យាយាមនេះបាទព្យាយាមឲ្យបង្ហាញរូបហ្នឹងគឺអចង់បង្ហាញថាអ្វីដែលយើងរៀបការតាមកម្ពុជាហ្នឹងគឺមិនពិតទេណាបាទខណៈពេលដែលយើងព្យាយាមបង្ហាញអំពីស្ថានភាពពិតប្រាកដហើយរូបមួយទៀតគឺបង្ហាញដោយរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺថាក៏បង្ហាញអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែរដោយមិនបង្ហាញអំពីពីមិនប្រកបដោយបាទឬក៏ស្ថានភាពអ្វីឡើយ
bà hay những cái nước tương đương cao bằng phô mấy bà từng nơi ba tầm đó bà từng nước tương bằng phô đào cầm hôn chân ấy hay là nhà thông một thời lúc rồi cứ phải decide mình tự tuổi dốc còn Erika thà vị trí phần mềm client client hay thì ta cái hay mẹ sao phần mềm từ xuống ông phi đường nick hay nhà thố thì ta bên chi ở cầm vốn thì ta bằng phạm pin đấy và để xa tại cả bằng phô tật và chẳng cứ tham biến cả này đang tràn hay để sự cầm chân phải chưa cứ thay con to và mình nói tìm một là cả Campuchia đời chẳng ở con nơi ở càng cao có thể làm bài tập của con chứng như bạn đi cả anh tìm cả đời này đi đấy này nhà tôi cho biết cái thời bàn mình dùng bàn khi dùng sao tạo chúng tôi phải bảo đảm tăng hạt cho cả cho tất cả mấy bà mẹ sao được bảo đảm biết để đi cam thì anh hà phải tham phần nhà đầy thứ lý cái chi cục đầy chính pháp để dùng cái thằng này miễn cả tạo cần mật nhất rồi mẹ sao được bảo đảm miễn thì sao tại ở đây thì tập quan sát bỏ miễn thì là đồ từ ao đồ từ online như cái gì bạn nhưng sau mà ra tham phi báo là từ cả cái sầm túi nhưng sau mà ra tham phi báo là lúc chào ăn cơm như thế thì chỉ cần về để có chụp ảnh đặt tay thiết để cả ta thuê để xem tờ báo cáo như là một đại sản phẩm miền này chẳng bao nhiêu tiền mà chỉ muốn lấy và một điều anh chứng minh vị trí chấp đại diện star sống ở Rattabibá vì sao ta đã cấm nước bỏ còn một toàn là chấp xem thì cả những chấp xem thì sama cung là chấp telecom nên là chấp sao đã bỏ được miền chưa đam anh chứng có sao sau đó thì bà ăn được mặt chấp ông đấy sao ta chấp nắng thì là năng và hơi đi theo chia vậy là chia sẻ mong phố nữa bạn để không sống được lại chẳng kịp hà lý kỳ đảm bày như tôi đồng cao chia công phật hà xa được hòa đồng miến đảm bày cao phía sắp nơi xa được hòa đồng miến đảm bày cao phía sắp thị rồi bỏ dưỡng nhưng đảm bày xoay tọc và chẳng kịp là cho tất cả rồi bỏ ra tham phía bào thì nếu cái xương phải cái xương hòa đồng miến cái tên tại bà đã có sự kiện một người ta nhiều rồi bọn đại sản phẩm miền trên thế tam được nhận Vetica đại miền ca trường thì cục nẹp vẹp phón rồi dân miền cái của dự bò hồi viên tu ăn vẹp phón đi nế nhưng chẳng cái bệnh đại miền nế đại trì mình đã anh bị công tăng như trên đảo cái tôi bàn là cả phần tôi cao cũng mình thêm là mấy trái phòng cái tôi phần hẹn được mà được bao nhiêu cái sự con trở tập vào mặt tiếp tục bỏ video của sân bà mình liền cả phần đó phạm vi cả còn tôi thế nên sao đã có được miễn cứ thầm mình ai anh là vợ ta càng nghe là bỏ phục tiền hay đi càng bị tăng hàng phải còn làm phần sự kiện được bạn lại mình chắc anh là sao được nhóm hay cho chị thiệt chối xin bà mẹ trẻ con đi lý từ bộ phần nắng hay không sự kiện càng là sao được có được miễn nâng cam tại tập tư bản cả control là control từ xa thì là chân đấy đảm bảo phần lập này mít cá sẽ phone cho mình đây thì mình phải tham này nhé bạn tôi nghĩ tôi chỉ hỏi từ sáng sớm và đi tác sống một cùng là sống một cùng chung sống trong tay để ở vì lại đó cũng đó cả như tham mưu trá cùng đã bàn được phải thì phần nhà hàng của chúng và mình sẽ đọc qua đồng để sau đó bên video bà dân kia thật khai khách cũng sẽ có tôi đi tới tối tối ngằng ông trà ở bà lúc kê sám cho
Hello Paul, good to have you. I'm just having a bit of memory of my day. But I got a little rough. That's why I thought to put my hand on the bit menu, but I'm sorry to that. Again, you can be a car on tote, but I make a monocle on the money. But I'm a million man. I'm going to have some so. But I'm not going to. Nếu ta bị sự tìm một lúc còn mà đẹp bằng chỉ vật đồ bảo phục kê nó mới là tài giáo bảo sự chết nhưng chẳng bật một ngàn đồ bảo chẳng được tìm đi tôi thấy dương ọt phải vì ông tìm hẳn được tư tưởng của tế tôi thấy kinh sồn đến bảo phòng thì càng nghĩ đồ bảo phân một cái món bảo này trong cộng bóng thuốc càng này tìm đi nên tham liên cả đồng ấy bà tham mặt tiền và sẵn công bộ là tham và mẹ cả cái sự kiện mà lúc cứ chụp một tiền bằng nhà trái ai ai tham ở đồng bằng trên tiếng tham tiêu được con thuê chuyện về cái cuộc chụp một tiền này thì đi tiền mà trước chân sơn nó và cái về cái này mình không tôi cả tài nó trong sông của mình sẽ ăn thì đồng hồ Phố rốt nếu bạn được không thì tự nhiên nhé. Thì mình sẽ lấy đào kia để mình đọc hả. Mình không có sống được lại phong bài âm tì ốc cả. Mà ốc cả này ốc. Thì khi xa hạ thông mê mua chùm nướng. Và em bây bằng cả đồng hồ chùm là phố rốt nếu không thì tự nhiên nhé. Bạn chứng là nông môn kia để mình đọc hả. Tùm hồ chùm là phố rốt nếu cứ tay để nhìn tích tươi tay tầm hồ. Rồi. Cái việc mình này nhé à, từ những bàn khách không nghĩa từ rộp và phần và chỉ thật bật tay và bỏ ở đây sử dụng những lời ông ta sử dụng chỉ với việc là bàn căn tài tô rùm mấy bạn là không cả thua sự kỳ sinh bài chất là bỏ lọc hạ việc báo để chỉ cả tôi có nhiều bài chết để chỉ đám và cả sử dụng sử dụng cả chỗ rùm mà không cả bàn thua cả sinh bài chất hàng sầm khăn đấy để chỉ cả được chọn bạc của bà bao hay nhưng có cả sự công sự đối với các bạn thì chơi nhau có đó chỉ feedback đây là thì các cả thì vót cùng nhiều bài và để tìm được chế bàn nhưng chẳng cả cả là nơi đồng hồ và phù đó mới cứ miền cùng tôi mấy cả sự công sự với mọi người thì tôi bạn các bạn thì ta thì bạn ta cần làm thế thì chẳng cả sản phẩm này thì bạn đã thực hiện là bạn thực này nhé để ta thì bạn thực hiện cần làm trong nên dễ cho bộ dưới tay phần nào nên miền tập thiên là bậc chủ trả biết đại kỳ tham pram mà nói nên dễ hay bây giờ mình thưa cả tập sai sai chiếu được và to chung một tệ thì tập thiên là bậc tập lúc từ bên đằng nó mà miền Paul bị bạn ở bên trên miền thị trường một lời dùng khi mình khám sát cả đây là bảo dưỡng mà đấy cứ thật tốt tập thiên là phần hàng đấy cứ qua từ bằng không chất nên là tuyệt luôn nhé bà tập thì quạt sọc xài còn mình làm thì rút ra cái gì mới là tôi bán cả con rổ thì làm thật thì bảo tất cả đây người mình nhé mình chia sẻ nắng với cái lời bà thì hiện phun biến cái sản lập để không chạm thì còn là cũng đầy là về được quạt một cái mình nhé bà thì cả to và thì có to và đầm đầy ở những cả cục thì là bà tin chỉ bảo kỹ tích những cả thế đấy hay miền tân hai cái chiếc đài rất cầm hết nhưng mà tài liệu cầm ho cầm đạp cô đọc tôi chỉ cả bắt đầu mua được thị đến cái tiền là tiền đã ông cả cùng sự vật được thị tôi sẽ bắt đầu mua những món ăn từ những phương pháp tài chính ở Việt Nam thì đã to chấm nuôi thì lại tập thể ông cả cả tháp bị mòn cả chiên nhưng chẳng tháp bị cá nó có miền đầu tiên về đẹp đây nhé bà chỉ được cho nó chỉ chọn đầu tiên đài này tập thể là bao nhiêu chẳng việc có bằng cò xã đại nhé bà ấy là có bị bà chẳng việc hả tôi ở dương nơi ai cả nơi
không phải miền cả bệnh bạn nó không có tiền để bệnh bạn rồi tới hỡi nhưng chúng sẵn cùng chi bị chết sẵn cùng không đồng bọn mình chung lúc tôi có tôi đồn à, tôi thờ thầy bà tôi nói thì thờ việc tôi ở sẵn cùng đầy mình ở cả tích tuyết căn đầy mình xử lý tích 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 tôi thờ lẽ mấy thằng cầu đông mà cả sẵn tiền thiếp tôi ở sẵn cùng nâng ở sẵn phòng là thiết là bà bị bạn không cần gì thì bà đã bằng có cả bằng phết bằng thoáng nâng gần cùng rồi khá thùng đó bà đã để ta có đặt thời kỳ là bảo phụ chứ hay để tiếp chăm bài cồng để mình sẽ có đặt đây là bảo phụ chứ hay đây là cái kia sẽ thực hiện đây đây nên thân thiện và phòng mình chuyện thì bọn bạn đây áp thử đẹp nhưng chân bên này thờ cả thử đẹp mấy cái thờ tôi lắng bài bệnh viện hay cả châu rùm thì ở phía trên bộ rộp đã được nơi đồng bàn cả tôi có đồng bàn cả phía bằng hữu rộp ở trong đó mà hỏi lâu hay cả được chấm cái cứ theo về đó là tập hiệp nếu bà ơi con có mạng dự kiến thì thật mình dùng là tập bỏ phố kế bà cái cần đồng bọn đại phố kế mà lại ra cầm mạng dự bán và đấy phố kế dốt đôi xin hàng thay dự bằng lại áp thị đẹp nhé bà không thấy mình cầm luôn tầm lục tập tập lục về kỳ xử lý nó không không bà thì ra anh ấy cả một mật mọt và chia bà rốt ba miếng ô tí hoa chi với chìm liền mà chúng muốn được chia cả lập chào được có cả bình đất tầm lưu càng như thế đấy nâng cấp độ áp thì một chìm muốn và bên top thì cả tàu và rum thì đã cùng có phải đấy mấy cái chia cả lần này lướt lên ta tầm hay bằng có hai lịch thầy chia cả lần đó sẽ cùng được tập còn cùng ho forward nó không có tiền liền mà cầu cả tập thể thì tập thể nó chỉ được tại vì mỗi trong thì còn phải mỗi 2 tỷ nhé bạn mới từ từ thà pinup từ đồng hồ đồng bào phù hợp nó cứ trở bàn bấm bắt chào tại mà nào cả tàu và ở vậy cả đấy thì nâng miên cả tập phần tầm thường hàng xã bạn một vĩnh cả bạn còn tầm địa kia này cả đô là lùng đấy bà này ở tầm nào cả nick thì thằng ta muốn cả vơi và lập một bên này chùm luôn như thế này có nick thì thật chi từng nhà đấy bà đã bằng hàm anh thì cả mình liền đồng hồ sản phẩm phù hợp này tại bấm nick thì thà cái thằng nó ở miền cả khó luôn cả lập ba mẹ cả từ xuất hiện một lúc một từ càng phân tích cái thằng cả kênh của bạn thân thiên phòng mình chia chung bạn chắc cái thằng dùng ở sản phẩm thường cả bằng cả nó bị tình nên cả lên trên nó bị tình cảm sinh tiết nhưng cái thà ông tập đại đại phu ông đã chiến cái thà làm tiền mình chăm chạy con cá tôi đúng thì mình sẽ cúng nên mình bảo bảo phụ kế cái thà thà ấy yếu bà chị cái thà phụ kế này sẽ bao nhiêu hectare tầm quan bà chị cần cần bán và bà sẵn cùng chưa bị xét nên tôi chưa bỏ rộp lên nhé đã bắt bỏ đi lầm mới thì tôi chỉ cho nhé cái bàn tích luôn từ trên trên đàm thiệt tịch đâm bọn chung trên đàm thiệt tịch và nếu cái chuyện phản thiệt và cho bạn ở bảo dưỡng này tụ ông ra chết để chỉ xa bàn ông ra chết thì là bàn trọc cả control đó rồi thập thì bảo chúng chị làm cái để cái chặt tôi phải chỉ có 1 tiếng
ហើយឧទាហរណ៍មួយ កម្រិតឧត្តមនេះ វិស្វកម្មតំបន់របស់យើង ហើយ ដែលនេះគឺដើម្បី ផ្ដល់ អំណាច និង អ្នក ដល់ អ្នក ដែល ធ្វើការ សម្រេច នេះ គឺថាយើង មាន គោល បំណង បង្កើត លំហ សម្រាប់ ធ្វើការ សម្រេច ចិត្ត នៅ កន្លែង ដែល រដ្ឋាភិបាល មិន ជឿ ទុក ចិត្ត ហើយ គឺថាយើង មាន ការ ជ្រើស រើស សមាជិក ហើយ នៅ ក្រុម ការងារ ជា ច្រើន ដែល ដែល ជំនាញ អង្គតិច នេះ គឺ ថា ជា ច្រើន ដែល ផ្ដោត ការ ងារ នេះ ដល់ ទៅ លើ ការ អភិរក្ស ដោយ មនុស្ស ដោយ ប្រជា ពលរដ្ឋ ដើម្បី ប្រជា ពលរដ្ឋ ហើយ ឧស្សាហកម្ម សន្តិភាព នេះ ក៏ ផ្ដល់ ទៅ ឲ្យ សហគមន៍ ដែល ដែល ជា ពិសេស គឺ ថា តាម រយៈ ការ គឺ ថា យើង នឹង បំពេញ តួ នាទី នេះ បាទ ជាមួយ រដ្ឋាភិបាល សហគមន៍ នេះគឺជាឱកាសណាបាទឱកាសថ្មីណាបាទនេះគឺថាផ្ដល់នៅលំហថ្មីសម្រាប់ការងារអភិរក្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតែកន្លងមកគឺថាយើងអាចធ្វើការងារដើម្បីការជំរុញពីទៅសម្រាប់ជាតិប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលយើងអាចផ្ដល់ឱកាសដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចូលរួមហើយនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដែលបង្ហាញពីជំហានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែវានៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើហើយគឺថាយើងនៅមានចំណុចទីខ្លះទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើហើយផ្នែកដ៏សំខាន់សម្រាប់គម្រោងទាំងនោះដោយសហគមន៍ដែលបានខ្ញុំលើកឡើងកន្លងមកនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទទួលបានថវិកាបាទនេះគឺថាជាដែលយើងបញ្ចូលទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសហើយវាមិនមែនជាអ្វីដែលងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេបាទយើងខកពេលហើយបាទសូមចប់ឲ្យលឿនតិចទៅបាទដល់ខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីអនុសាសន៍នេះបាទសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យសហគមន៍នេះបាទរបស់យើងរួមគ្នាដើម្បីកសាងក្រុមហ៊ុនពលរដ្ឋពីព្រោះឥឡូវយើងកំពុងជួបនឹងវិបត្តិអាកាសធាតុមានន័យថាយើងត្រូវធ្វើការងារជាមួយគ្នាបាទហើយពិសេសគឺថាដើម្បីការពារដែនដីរបស់យើងដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសិទ្ធិរបស់យើងហើយយើងដឹងថាប្រព័ន្ធ ecosystem យើងដឹងអំពីប្រព័ន្ធ ecosystem របស់យើងល្អប្រសើរជាងអ្នកដទៃទៀតអញ្ចឹងគឺការសំខាន់ណាស់ហើយយើងត្រូវបន្តចរចាយើងមិនអាចរង់ចាំទៀតទេនេះបាទនេះគឺជាពេលដែលយើងត្រូវឯកភាពគ្នាបាទអរគុណអរគុណណាបាទដែលផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងបន្ថែមទៀតយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងក៏ពិតយើងគួរតែមានពេលវេលាបន្ថែមអំពីទី3ពីរឿងនេះយើងអស់ពេលហើយបាទហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដូចជាមិនអាចមានជាសំណួរចម្លើយអីនោះទេតែមួយយើងនិយាយច្រើនដែរណាបាទអញ្ចឹងយើងនឹងចែករំលែកបទបង្ហាញនេះគឺវាគ្មិនបាទនឹង webinar របស់យើងបាទសូមអរគុណណាស់ដែលចំពោះវាគ្មិនលំខាតបាទដែលបានចូលរួមរៀបចំអត់បិណានេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលលើកឡើងនេះគឺថានឹងនាំឲ្យមានការសហការគ្នាហើយសង្ឃឹមថា
អ្នកចូលរួមនឹងឃើញរូបភាពជារួមណាបាទអំពីអ្វីដែលកំពុងធ្វើអ្វីដែលអង្គការនឹងមានផលកំពុងធ្វើអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី webinar នេះវានឹងផ្ញើ online survey បាទចំណាយពេលមិនលើសពី5នាទីទេបាទអាចជួយ